ai mà về Cần Thơ hỏi thăm có món gì ngon, độc đáo và lạ, chắc chắn là nhiều người sẽ gợi ý về Phong Điền để cùng thưởng thức bánh hỏi mặt võng của một lò bánh hỏi nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 15 km. Vậy thì món bánh hỏi mặt võng này có gì đặc biệt? Quý khán giả hãy cùng theo chân Khánh Long khám phá nha. Bánh hỏi mặt võng khác hẳn với bánh hỏi thông thường do có vị ngọt mặn từ bí quyết quậy bột, nêm gia vị và độ trong dai. Sở dĩ bánh có tên mặt võng vì hoa văn của bánh như hình những mắt lưới của chiếc võng. Đây chính là đặc sản gia truyền suốt hơn 50 năm qua của gia đình nghệ nhân Châu Kim Thuận. Để hoàn thành miếng bánh hỏi mặt võng phải qua nhiều công đoạn công phu, nhưng khâu quan trọng nhất chính là tạo hình mặt võng cho chiếc bánh. Khi mà lúc đầu cô mới học cái nghề làm bánh này thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu mình mới thành thạo được như vậy cô? Khoảng vài tháng rồi mình bắt mới điều được. Bây giờ cô hướng dẫn cho con làm thử một lần vậy cô nha. Rồi con. Rồi vậy cô ở bên này hướng dẫn để cho con vô con trải nghiệm. Rồi, cố gắng để mình được một mẻ đây. Rồi. Khó, rất là khó để mà được đẹp. Sao con thấy không có đẹp giống như cô lúc nãy? Nó hơi bị dày hơn. Thì nói con mới mà làm sao cô được. Miếng bánh hỏi mặt võng vừa được hấp chín còn nóng hổi, ăn với thịt nướng kim tiền kèm rau sống thì không ai có thể từ chối. Thấy thực khách đến ngày một đông, gia đình bà Thuận đã tận dụng thêm vườn cây ăn trái sau nhà để làm điểm du lịch sinh thái phục vụ du khách. Ở khu vực này là thứ nhất là không gian rất là mát mẻ, cảnh vật thì cũng rất là yên bình. Đặc biệt là ở đây có đặc sản là bánh hỏi rất là nổi tiếng. Ngoài việc tham quan thì mình có thể hái trái cây nữa. Rất là gần gũi, giống như là quê nhà đó. Sau một tuần làm việc mệt mỏi thì có thể là mình đưa gia đình đến đây để thư giãn. Từ mục đích ban đầu là làm bánh hỏi để phục vụ gia đình hàng xóm khi có giỗ, tiệc tùng. Giờ đây, lò bánh hỏi của nghệ nhân Châu Kim Thuận đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách gần xa. Họ đến đây không chỉ để thưởng thức miếng bánh hỏi thơm lừng mà còn được đắm mình trong không gian xanh mướt, yên bình, đậm chất thôn quê miền Tây.